Trời đất ơi, trường em hay quá à. Ê Ruby, em lấy slime mà chơi đi. Ừ, dạ. Để chi em một lúc nha. Nè, em giới thiệu bộ slime với các bạn đi. Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình chơi rất là nhiều là slime luôn. Này slime này mình cực kỳ là thích. Vậy nó có màu xanh rất là thích luôn. Tiếp theo thì sẽ đến với lại cái slime có màu xanh ngập bắt lên là mình cực kỳ là thích nó luôn. Tiếp theo thì phải đến không thể nói đến, nó chính là slime màu tím. Chị đi lên nè. Ôi trời ơi, nhìn vui rồi. Ai gọi kìa? Để chị ra xem nha. Dạ. Ai mà gọi lúc mà chị đang chơi game không biết nữa. Để xem là ai thiệt tình. Úi, hình như là mẹ. Alo, mẹ à, con đây. Mẹ đây, mẹ muốn bảo là các con chuẩn bị đi nhá, để mẹ với ông bà chuẩn bị về đến nhà rồi đây. Mẹ với ông bà ăn xong thì sẽ về nhà nha, nên nhớ là dọn dẹp đi nha. Ừ, mẹ cúp máy đây. Chết rồi, mẹ về nhà rồi. Oh my god, what is that? Ông ta chuẩn gì cơ? Chuyện là mẹ với ông bà chuẩn bị về nhà rồi, em về nhà mình xem. Chết rồi, còn mấy phút nữa trời. Hình như là phải ăn cơm xong mới chết rồi. Thôi bây giờ chị phải đi dọn chỗ này đã. Ôi dồi ôi, nhà bừa bộn quá à. Sách vở để đâu không biết nữa. Chết tiệt, này thì chết mất thôi. Về mẹ nhìn thấy cảnh này thì mình không biết là thế nào nữa các bạn ạ. Ôi toàn là đồ chơi gì của em nè. Cái gì vậy đây? Ôi chết ơi, chị ơi, em phải dọn slime ngay. Ngay lập tức đi, khúc mẹ về bây giờ chết luôn á. Cứu được, ai bảo em xem. Đưa đây chị cất cho. Hơi chết tiệt rồi, bây giờ mình phải bình tĩnh. Em đi vào trong nhà tắm xem còn gì dọn lốt cho chị nha. Chị ở ngoài phòng khách phòng ngủ nha. Dạ, vâng ạ. Trời ơi là trời. Chắc là chị biết là như vậy là chị đừng muốn em vô nhà vệ sinh đúng không? Chị biết gì đó. Thôi em giặt nước đóng quần áo đi. Toàn là thôi chị mặt mà trời. Không biết nữa nha, em giặt nước đóng quần áo rồi đây. Sau rồi nhớ mẹ về mẹ thấy chồng quần áo này á, thì chị em mình đuổi ra khỏi nhà luôn á. Thôi đặt cái giặt cái này chị dọn bếp. Trời, ăn uống bày lộn luôn nè. Bây giờ phải trả giá thôi. Thôi em giặt đi nha, để chị ra đây chị dọn tiếp vào phòng bếp. Ôi đóng quần áo này giặt bằng chưa mới hết đây luôn. Chị cũng nghĩ thế nhưng mà... Mà nó không phơi được thì làm sao mà... Không sao, không sao, sao. Cái máy này á, nó tự sấy khô cho mình luôn á. Ôi, cẩn thận á, nếu mà mẹ về vẫn thấy đống quần áo này là hai chị em mình coi như xác định luôn á. Hộp bánh trung thu, hộp bánh ăn vặt cũng để hết ra đây luôn nè. Ôi, này mẹ chết thôi. 2 hours later. Ôi, còn cũng sắp xong rồi. Bây giờ chị em mình thay quần áo đi nha. Ok chị luôn. Hôm nay hai chị em mình mặc bộ này mọi người thấy có xinh không? Sau đấy thì tụi mình sẽ phải đi lấy quần áo ra đây để mặc vào quần áo mọi người ạ. Bây giờ quần áo đã khô rồi. Bây giờ tụi mình sẽ mặc lên cái quần áo này nha. Đó, mọi người thấy không? Tủ quần áo mình nhiều quần áo lắm luôn ý. Đây là quần áo ngủ nè, mình sẽ để ở dưới đây nha, mặc cái quần áo này lên. Đấy, rất là nhiều quần áo luôn. Với lại có cổ của quần áo của những người hôm trước mình lười, mình không giặt, mình để ở trong này á mọi người. Mọi người nhớ là phải thường xuyên dọn dẹp nhà cửa nha, đừng như tụi mình nha. Mọi người thấy không, bây giờ mình chỉ cần phơi lớp một ít quần áo đã thôi là căn nhà cửa nó lại tinh tươm và rất là mới như trước rồi. Mình rất là vui vì điều này luôn. Ấy, bây giờ căn nhà của tụi mình là rất là đẹp rồi nè. Trời đất ơi, mọi người thấy không? Rất là vui luôn. Bây giờ thì mẹ mình với cả ông bà mình sắp về đến nhà rồi. Mẹ cứ ăn tự nhiên đi nha. Nam 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 nam
về thôi. Dạ. Ông ba, ông bà ơi, ông bà về đến nhà rồi ạ. À? Ơ mẹ, chào mẹ. Ồ, nhà cửa sạch sẽ quá. Ừ, các con giỏi lắm. Chào, bà ngồi đây ạ.